chớp ngân thù. Vâng, xin chào khán giả của Nhân Dân. Hôm nay thì có bé Hoa Triệu là Cửa Đỏ trong Bình Dương ra, thì anh em Hà Nội chúng tôi gặp mặt và đón tiếp. Thì được biết là bé Hoa Triệu có xuống nghĩa trang Ái Tiêu cái ngày hôm đấy là ngày 1 tháng 11, thì ngày dỗ của mộ ông Triệu, thì Hoa Triệu có xuống dưới đấy và đưa tin cho tất cả anh em cộng đồng mạng. Thì mình xin hỏi Hoa Triệu là Hoa Triệu có thể tường thuật lại một chút cái ngày hôm đấy cho khán giả mình biết sự thực hiện. Vâng, trước tiên thì cho Hoa xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị em của kênh Việt Vision. Nói chung là các anh cũng muốn Hoa nói về cái chuyện mà hôm 1 tháng 11 vừa qua đi lên nghĩa trang lái theo mộ của ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô Đình Nhu. Thì bây giờ Hoa sẽ nói như thế. Về sự việc hôm đấy á, thì mọi người cũng biết là Hoa livestream trực tiếp. Khi mà Hoa đã lên đến mộ ông Diệm rồi là bắt đầu Hoa đã livestream từ khu vực đi vào mộ. Thì trong cái thời gian mà Hoa livestream á, thì là Quách Dũng nó cũng livestream, thì nó cũng bảo là nó đang ở đấy. Thì mọi người cũng biết rằng là cái thời điểm Hoa livestream mà trùng với lại Quách Dũng là có thể là ông ấy livestream lại. Thì Hoa lên đấy là Hoa không gặp Quách Dũng đâu. Cũng có rất là nhiều anh em comment vào là lo cho Hoa, sợ là Quách Dũng không đang ở đấy. Thì ai cũng bảo là Hoa phải tránh đi bởi vì Hoa lên đấy một mình. Nhưng sự thật là Hoa không hề thấy Quách Dũng ở đấy đâu. Đấy là vấn đề đầu tiên. Còn vấn đề thứ hai á, khi Hoa lên đến mộ của ông Diệm thì Hoa cũng có tìm không ra luôn. Mà đi vòng vòng một lúc là bắt đầu Hoa mới thấy. Thì ba ngôi mộ của ba anh em là ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và ông Ngô Đình Cẩn. Thì ông Ngô Đình Diệm và ông Nhu thì ở mỗi một cái mộ là ở một bên. Còn ông Cẩn là một cái mộ là ở bên ngoài kia, rất là xa, nó không ở tập trung cả. Nói chung là ba ngôi mộ ấy thì nếu mà mình bảo là nó đẹp thì nó không xứng đáng là với lại cái tên tuổi ông đã từng được xưng danh, có nghĩa là tổng thống đệ nhất của Việt Nam Cộng Hòa đó. Bằng mộ của những người bình thường đâu, bởi vì những người mà người ta có cái ngôi mộ bình thường mà gia đình người ta quan tâm, chỉ là gia đình nữa nhá, là người ta làm cái mộ rất là hoành tráng, rất là đẹp. Còn ba ngôi mộ của ba anh em Ngô Đình Diệm thì là nó như nhau hết, nhưng mà nó là một là những ngôi mộ gọi là dân dã nhất, không phải là mình chê là tét gì, mà đấy là những ngôi mộ dân dã nhất tại cái nghĩa trang đấy, nghĩa trang Ái Tiêu đấy. Nhìn vào thì thật sự là lần đầu tiên Hoa đi lên và Hoa cũng biết đến cái tên của Ngô Đình Diệm này, là Hoa không thể có một chút thiện cảm nào, không thể có bái lạnh hoặc là cũng không thể thắp cho ông một nén nhang đâu. Thì là chắc là tại lần đầu tiên, không biết là lần thứ mà có lần thứ hai Hoa lên như thế nào. Nói chung là như Hoa Triệu mô tả thì cái ngôi mộ đấy nó rất là tồi tàn, mà theo như mình được biết mà nói với khán giả bây giờ là hàng năm ở bên Mỹ là những cái tổ chức mà chống cộng cực đoan ấy, họ đóng góp quỹ mà để vào cải tạo cái ngôi mộ đấy nó lên đến hàng nghìn đô la Mỹ, mà tại sao lại để cái ngôi mộ nó như thế? Mà những cái số tiền mà người ta đóng góp thì không biết là người ta để ở đâu, hay là tổ chức làm người ta giữ, nhưng mà tại sao lại không tu tổ, tu bổ cái ngôi mộ đấy mà lại để cho nó tồi tàn như thế đấy? Mà lúc nào mà bình thường với các ngày thì cỏ mọc hoang sơ thì họ cỏ người ta mọc để tu tổ, chỉ đúng cái ngày giỗ thì người ta mới đến, người ta quay trực tiếp live stream rồi là người ta chụp ảnh để người ta đăng lên để cho bên hải ngoại người ta xem thôi, chứ còn ngày bình thường thì nó tồi tàn lắm. Mà cái số tiền không biết là họ làm gì với cái số tiền mà để ngôi mộ như thế, có 3 triệu nghĩ như thế nào về cái vấn đề này? Nếu mà nói về cái vấn đề bảo là
tiền hải ngoại gửi về để tu bổ ba ngôi mộ của gia đình nhà họ Ngô Đình Diệm ấy, thì Hoa nghĩ là chắc là không hề tu bổ cái gì cả. Vì Hoa nhìn vào cái bình hoa bị sứt là Hoa đã hiểu rồi. Cái bình hoa nó chỉ là mấy nghìn thôi mà người ta không thể bỏ mấy nghìn bạc ra, người ta nhận mấy nghìn đô được mà người ta không bỏ mấy nghìn bạc ra để mua cái bình hoa cho ông. Nếu mà nói về cái nhân cách, nhân tâm của con người dành cho con người ấy, thì nhìn rất là cực điểm bẩn, riêng cái độ bẩn và rong rêu nó bám ấy, bởi vì là cái thời điểm hiện mà Hoa vào đấy là vào thời điểm là mưa, mà mùa mưa, thế nên là rong rêu rất là bụi bặm, rất là bẩn, nhìn cũng rất là tốt. Thì không biết là những con người mà người ta đi lên đấy, người ta làm lễ, người ta quay video clip rồi người ta tung lên mạng để có cái mục đích của người ta là như thế nào không biết người ta nhìn vào cái ngôi mộ thì người ta có sót hay không. Nhưng mà với cái nhân tính của Hoa là Hoa nhìn nó mà thấy sót nhất là khi nhìn cái bình bông nó bị sứt đã. Vâng. Bạn Hoa Triệu, bạn có thể cho khán giả Việt Vision biết về hôm đấy ấy, thì cũng được tin là khi chị và một số những người dân ấy, người dân mà người ta bức xúc về cái chuyện mà nghe tin là có một vài linh mục phản động ở trong đó và ở ngoài vùng miền Trung vào trong khu mộ của gia đình họ nhà Ngô để làm những cái trò là khuấy động cái phong trào mang tính chất là cổ suý và cả vực dậy cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ. Trong khi đó thì cũng có một vài đối tượng nữa là cũng nhen nhóm và cũng chống lại chính quyền và định làm mang cờ vàng ba sọc và mang những cái phù hiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũ, định làm cái gì đó để khuấy động, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Thì chị hôm đấy, chị tôi nghe tin và tôi thấy chị live stream thì chị cũng có mặt ở cái khu đó, và chị có cảm nghĩ gì và chị có theo dõi thì chị đã thấy có những cái biểu hiện gì mà làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở khu vực đó không ạ? Nếu mà nói về cái sự việc mà người ta những vị linh mục này với lại một số thành viên lớn tuổi này, thanh niên có này, và một cô gái nữa là mặc quân phục đồng phục của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là chế độ cũ, thì tất cả những anh em, có một số anh em và chú cháu của bên đội cờ đỏ miền Nam là có đứng ở bên ngoài nhìn thôi, bởi vì mình vẫn tôn trọng cái lễ của người ta, vẫn tôn trọng cái lễ của người ta, không vào đấy để mà mang tính chất là quấy phá hay là mình làm một cái điều gì đấy để mất cái hình ảnh của mình cả. Nhưng khi mình nhìn vào cái hình ảnh của người ta, mặc quần áo này, đội mũ này, già mặc, trẻ mặc, trai có, gái có, mặc như thế là với cái nỗi lòng của một người dân Việt Nam mình đang hưởng cuộc chiến đền hòa bình, thấy cái hình ảnh như thế là rất là giận, rất là ghét. Rồi nhất là cái hình bản đồ đất nước Việt Nam hình chữ S mà lại tô màu vàng là không bao giờ ai chấp nhận được cả. Không bao giờ người Việt Nam mà chấp nhận cái hình thức mà mặc cái áo mà có cái bản đồ Việt Nam mà lại có cờ vàng ba sọc đỏ lên đấy là không bao giờ ai chấp nhận. À, nói về cái người mà mặc nguyên một cái áo màu đen có in cái bản đồ hình chữ S Việt Nam mà màu vàng, in màu vàng mà còn là ba sọc nữa, lại còn thêm một cái lá cờ vàng ba sọc ở ngay cái trái tim của người ta này, ở ngay trước ngực ấy. Thì con người đấy á, thì lúc live stream thì anh em đã nhìn thấy rồi, và khi ra khỏi cổng thì cũng mấy chú cháu anh em nhìn thấy và thật sự là đã không kiềm chế được. Tuy rằng là mình vẫn thượng tôn pháp luật, chỉ là mình có lôi kéo và yêu cầu người ta cởi cái áo đấy ra và không dám làm cái gì là để làm ảnh hưởng đến luật pháp Việt Nam mình cả. Nhưng mà những cái trường hợp đấy là phải nghiêm khắc. Ta nghĩ là dù là mình gặp ở nơi đấy hoặc là gặp ở bất cứ nơi nào cũng thế, không nên bây giờ là những con người mà người ta mặc cái biểu tượng của cái chế độ cũ là người ta đang muốn vực dậy một cái sự là người ta muốn vực dậy cái chế độ cũ của người ta, muốn hủy hoại cái nền hòa bình của cái chế độ cộng sản hiện nay. Nên là ta nghĩ là mỗi người dân ai cũng phải có cái trách nhiệm của mình để bảo vệ cho cái nền độc lập mà cha ông mình đã phải hy sinh sương máu để có được. Nếu mà có gặp cái trường hợp đấy thì ta nghĩ là mình nên thẳng tay chừng trị. Vâng, chị cho khán giả của Việt Vision biết là hôm đấy thì cũng nghe đi thông tin là
một số người dân có nghĩa cũng đến và theo dõi và cũng rất chi là bức xúc về trong những cái hành động mà quấy đạo cổ vũ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ thông qua cái ngày giỗ của cha anh em gia đình nhà họ Ngô. Thì có một vài thông tin là nhiều người rất chi là bức xúc và có những cái hành động muốn trừng trị những cái người mà đến cổ suý và mặc cái áo cờ vàng ba sọc đấy. Nhưng mà theo thông tin mà tôi được biết thì chính quyền, trong đó nhất là những cái công an chính quyền, người ta đến và có hành động là ngăn, có nghĩa là người ta cũng tìm cách là không bảo vệ là những cái người mà bị những cái người dân, quần chúng nhân dân bức xúc định đánh. Thì theo tôi được biết thì đã không có những cái đã không có ai bị đánh. Thì theo chị hôm đấy chị ở đấy chị chứng kiến, chị có thấy là có ai trong số những cái người mà đi viếng mộ bị quần chúng nhân dân đánh không ạ? Và lực lượng công an người ta đã làm gì? Nếu mà nói bảo là quần chúng nhân dân mà trong đó có bảo a, nếu mà bảo là không đánh thì cũng không phải. Nhưng sự việc thì nó đã rồi, và trong khi đó là mấy anh em, mấy chị em cũng livestream, mình muốn giấu cũng không giấu được, thì có xử lý được hai người. Nhưng mà dù mình có đánh, mà mình đánh nhẹ thôi, đánh mang tính chất răn đe thôi. Cái đấy là gọi là răn đe. Nếu mà cơ quan chức năng mà không can thiệp kịp thì cái điều này thì nó sẽ đi đến đâu thì cái điều này nó không nói trước được. Bởi vì là cơ quan chức năng cũng biết rằng là những đội quần chúng nhân dân mà mình gọi là tự cờ đỏ này, tự phát thôi, người ta chỉ là tự phát thôi đúng không ạ? Là mình rất dị ứng với lại những cái trường, những cái đối tượng là người ta luôn luôn người ta muốn kích động, luôn luôn người ta muốn vực dậy cái chế độ cũ, người ta muốn nó phá hoại cái chế độ cộng sản. Thì như Hoa là khi gặp những cái đối tượng đấy là mình sẽ không nhân nhượng được. Đúng rồi, bây giờ Việt Nam mình là thống nhất thì sống dưới lá cờ đỏ sao vàng, thì đất nước Việt Nam mình chỉ có lá cờ đỏ sao vàng thôi, không bao giờ chấp nhận một cái lá cờ thứ hai mà nó mang trên cái lãnh thổ của quốc mình. Mà cái chế độ của Việt Nam Cộng Hòa thì nó đã chết rồi, chết đúng không ạ? Chết từ 42 năm nay rồi. Chào các bạn, hôm nay thì Hoa Triệu đi làm ở trong miền Nam, rồi ra về nơi Hoa Triệu sinh sống là Hà Giang, thì xuống sân bay Nội Bài thì anh em Hà Nội thì cũng gọi là tổ chức trong đội đỏ đón tiếp. Thì hôm nay Hà Nội thì cũng rất là lạnh, thì Hoa Triệu nghĩ gì về cảm nhận và không khí Hà Nội và cũng như cuộc sống ở Hà Nội và những anh em của Hà Nội đón tiếp Hoa Triệu? Về cái sự việc mà Hoa được các anh em nồng nhiệt đón tiếp á, thì Hoa chỉ biết nói một câu đó rất là vui và hạnh phúc. Hoa không nghĩ rằng là Hoa ra đến đây Hoa sẽ được đón tiếp như thế đâu, bởi vì là khi ở trong Nam thì mấy anh em cũng chỉ có nhắn tin qua lại hỏi thăm, chứ còn không nói đến cái sự việc là mọi người đến đón tiếp Hoa như thế. Vì cái đấy là Hoa phải nói là bất ngờ, bởi vì ban đầu là anh còn không bảo là sợ mật sẽ không có thời gian uống cà phê, anh còn trả lời như thế. Nhưng mà khi mà Hoa xuống sân bay rồi thì Hoa nhận được tin nhắn này, rồi được em Lê Văn Vương lên tận sân bay đón tiếp này, rồi là được anh Bình Mạnh Dũng, anh ấy đưa áo về mission cho cả ba mẹ con Hoa, rồi là anh ấy cũng phải thật là anh em của đỏ Hà Nội cũng đi mua đồ này, mua cho Hoa được cả khăn nữa và đôi bao tay nữa. Vui lắm, Hoa chỉ biết nói một câu là Hoa rất là vui vẻ lắm. Hoa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh và người em nữa đã quan tâm đến Hoa và tặng quà cho Hoa. Quan điểm của anh em Hà Nội thì những anh em mà có tấm lòng yêu nước mà chiến đấu với cái bọn giặc với bọn ba que thì đều về đây đón tiếp hết, không phân biệt người nào cả. Nên là anh em mà có thời gian rảnh anh em đón tiếp được hết, chứ không phân biệt cá nhân nào hay gì cả. Đấy, chúng tôi chơi thì trên tinh thần là đồng đội đồng chí. Đấy, ai về đây chúng tôi cũng quý hết, mặc dù chúng tôi chỉ quen nhau trên mạng thôi. Chúng tôi không bao giờ phân biệt người nào người kia cả, kể cả nước ngoài thế thôi. Chúng ta đang sống ở dưới lá cờ đỏ sao vàng thì chúng ta bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng.
chống lại được xuyên tạc. Thì chúng tôi coi như nhau anh em thôi, không có một cái vấn đề gì cả. À, Hoa cũng muốn nói thêm một điều như này thì cái tính của Hoa là hay trêu, Hoa hay đùa lắm, Hoa hay chọc các anh lắm, cho nên là nhiều người người ta lại hiểu lầm rằng là Hoa người như thế nào đó. Nhưng mà Hoa mong rằng là thôi thì để những người ghét Hoa chửi Hoa được rồi, còn là tất cả các anh em trên cộng đồng mạng là fan của là bạn bè của anh Minh Phúc hay là anh Nguyễn Dũng hay là em Lê Cam Vương thì mọi người đừng có suy nghĩ nhạy cảm quá nhá. Như thế thì lại tội nghiệp cho mấy anh em quá. Hoa thì Hoa một mình thì không sao cả, tính Hoa thì hay trêu đùa lắm, Hoa đi đâu là Hoa trêu đùa đấy đấy à. Nếu mà anh em bạn bè ai ở trong Nam có kế hoạch hoặc là có dịp đi ra Bắc thì cứ báo với tất cả các anh em một tiếng, thì Hoa thấy là các anh em ở ngoài này rất là tình cảm, rất là nhiệt tình, đấy nó sẽ tạo cho mình một cái niềm tin, một cái niềm hạnh phúc trong mình. Hoa rất là vui. Chào em, chào khán giả. Bây giờ cũng là chào khán giả. Thôi thì bây giờ cũng nói tương đối nhiều về sự việc rồi, thì bây giờ Hoa sẽ gác lại tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý lắng nghe, và Hoa xin chào tất cả các anh chị em và khán giả của kênh Nhật Vision. Vâng, cảm ơn chị Hoa Triệu. Thì thay mặt khán giả của Vision và anh em trong đội ngũ của Việt Vision, chúc chị một chuyến ra Bắc về Hà Giang. Đúng rồi, một chuyến ra Bắc Hà Giang và về quê vui vẻ và gặp nhiều hạnh phúc, gặp lại gia đình. Chào chị, cảm ơn chị đã có mặt trong buổi phỏng vấn của tôi ngày hôm nay. Chào chị. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người